Rồi, dạ em không minh 77. Xin kính chào quý khách hàng đã xem video của em, đã theo dõi kênh của em ạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên video cho anh em mình tham khảo nha. Mình xem video của em nhớ bấm like cho em một cái trước khi là vào chủ đề anh em nha. Để cho cái video của em nó có tương tác lên, nó sẽ được nhiều người biết tới hơn anh em nha. Đấy, đồ kim khí nè, linh kiện phụ kiện, mũi vít rồi cả máy khoan pin nữa anh em. Máy khoan pin rồi máy khoan điện đủ kiểu nha. Anh em cần cái mã nào thì cứ comment lên cho em, hoặc là nhắn tin về hai số Zalo của em, em sẽ trả lời cho mình. Nhận hàng, kiểm hàng, thanh toán, không yêu cầu anh em mình cặp kiếp gì cả đâu, yên tâm nha. Cứ đúng hàng thì lấy, mà sai hàng thì trả lại. Cái vấn đề này nó quan trọng là em phải nói hai lần và lên video hai ngày liên tiếp. Đó chính là cái mũi inox nhà em, mũi inox của King Blue. Em về full size, full mã, đủ cỡ cho anh em mình luôn. Những cái mã nào mà cái mũi lục giác này không có, không sản xuất anh, hãng nó không sản xuất các mấy anh, thì em sẽ bán cái chui tròn cho anh em mình, được chưa? Cho nên là anh em mình cần cái mũi khoan inox mà cỡ nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Tại vì anh em biết sao không, em không bán mũi khoan sắt, bởi vì cái mũi khoan inox này nó khá là rẻ, giá rất là bình dân. Anh em lấy cái mũi khoan inox mà đi khoan sắt thì nó quá nhẹ nhàng đối với nó, đúng không? Đó, dạ, nó tăng cái độ bền của mũi thêm thì có. Rồi nếu mà có chuyên dùng inox thì xài cái mũi này càng tốt. Đó, tay em sẽ báo giá lại cho mình nha. Đây là Amman biết sao em phải nói à. Bởi vì có khách hàng gọi cho em hỏi là em ơi, em bán mũi khoan inox đúng không? Nhưng mà cái mũi khoan của em là ai sản xuất vậy? Cái nước nào sản xuất vậy em? Thì em nói là Trung Quốc sản xuất anh. Thì mấy anh đó là nói, anh đó là nói là thôi Trung Quốc là chắc là xài không được rồi đó. Xong là ảnh không mua mấy anh ơi. Đó là em không hiểu lý do vì sao mà cái mũi này ảnh lại có cái suy nghĩ như vậy. Đây, khách hàng nào của em đã mua mũi inox rồi mà đã dùng không được thì cứ lên tiếng thoải mái cho em. Bất kỳ cái món hàng nào mà anh em mua của em mà dùng không được, không xứng đáng, mấy anh cảm thấy nó không xứng đáng với cái giá tiền mình bỏ ra nha, thì anh em cứ comment hoặc là cứ góp ý thoải mái, nhắn tin Zalo cho em. Cái món đó nó quá là no ok, không có thích hợp lắm, là em sẽ xem xét và em ngưng không có bán sản phẩm đó nữa nha mấy anh. Tại vì chính khách hàng sẽ là người đánh giá sản phẩm và là người sử dụng cái sản phẩm đó, biết được nó có công năng như thế nào, nó tác dụng như thế nào và nó ok hay không. Nên mấy anh là cố gắng giúp em cái vấn đề đó nha. Có gì thì cứ phản hồi cho em một cách thẳng thắn nhất có thể trong nhắn tin Zalo cho em nha. Nhắn tin Zalo cho em cứ nói thoải mái, cái nào thấy không hợp thì cứ thoải mái nói để em xem xét. Chứ còn cái mũi inox này thì bữa nay cái gì không sản xuất bên Trung Quốc anh em. Quan trọng là chủ của nó là người Việt Nam. Chủ của hãng King Blue này là người Việt Nam. Và anh ấy là muốn sản xuất một cái mũi khoan chuyên trị inox nhưng mà giá rất là bình dân, chui là chui lục giác để cho anh em mình dùng. Đâu có quá mắc tiền đâu anh em, rất rẻ. Nha, em thấy rất rẻ, đâu có mắc tiền gì đâu. Nha, không mắc tiền gì tí nào cả. Anh em mà đụng vô mấy cái mũi chui lục giác mà của Makita với Boss nha, là giá trên nóc luôn. Không bao giờ có giá mà rẻ hơn của King Blue cả. Nhưng mà nó chỉ khoan sắt thôi nha, nó không có coban trong đó, nó chỉ là thép gió hay cao lắm là có HSSM2 thôi. Còn cái này thì nó là M35, có 5% coban, tăng độ cứng, chống mài mòn, tăng độ bền và tăng tuổi thọ, kiểu như là tăng tốc độ khoan của mũi. Đó, anh em nào đã và đang sử dụng mũi này, chỉ có mua thêm thôi anh em nói thật, chỉ có mua thêm thôi. Để em báo giá lại cho mấy anh nha. Đó, tất cả full size. Em có mũi 1 ly nữa, nhưng mà 1 ly nó sẽ là chui tròn, nó không có cái chui lục giác nha. Đây, em báo giá cho mình này nha. Đây, giá là giá một mũi anh em nha, mũi inox giá một mũi. Đấy, này anh em nào mà chưa nắm cái bảng giá đúng không, là mình chụp cái màn hình này lại cho em. Đấy, chụp cái màn hình này lại nha. Xong rồi là mình khỏi cần phải nghe em nói, cứ chụp cái màn hình này lại. Đấy, xong rồi tham khảo giá cho em. Mũi inox King Blue giá là giá một mũi. Cái vỉ nó thường hay có là hai cái như thế này đúng không, nhưng mà em vẫn giá này là giá một mũi. Anh em muốn mua hai, một vỉ hai mũi thì mình phải nhân đôi giá tiền lên nha. Đấy, giá em báo đây, anh em cứ chụp màn hình lại đó, mình lưu lại để mình biết cái giá của mũi khoan inox, xong rồi là mình xem thử nó hợp lý hay không nha. Đây là những cái giá của cái mũi chui lục giác. Còn bây giờ còn tới chui tròn nè, chui tròn em sẽ báo giá riêng nè. Rồi, đây nha mấy anh, đây là những cái báo giá
Đây là những cái đây là cái báo giá của em về cái mũi inox mà chui tròn anh em nha. Tức là King Blue nó không có sản xuất mũi inox chuyên trị inox mà chui lục giác những cái cỡ này. 1, 4 rưỡi, 6 rưỡi, 7 rưỡi, 8 rưỡi, 10 rưỡi, 11, 12, 12 rưỡi, 13, 14. Thì những cái mũi inox này là em có chui tròn anh em nha. Đấy, cho nên là mình chụp màn hình lại giùm em. Đó, hai cái bảng báo giá hồi nãy giờ em đưa lên là một cái là chui lục giác, còn cái này là chui tròn. Anh em mình cứ tham khảo giá thoải mái. Đó, mình ưng mua đâu mình mua. Đây là giá chuyên trị inox, anh em lưu ý nha. Hàng này là hàng chuyên trị inox. Cho nên tại vì em là em không có bán mũi con sắt nha anh em bán cái mũi chuyên trị inox luôn, vì giá nó không quá cao mà nó chuyên trị inox là sắt là quá nhỏ với nó rồi. Được chưa? Anh em mình tham khảo mua được cái gì nhắn em nha. Em đảm bảo với anh em là inox dày là anh em khoan vô tư, nhưng mà mình phải giải nhiệt cho nó là được, vậy thôi. Đó, bây giờ kèm của LS nè anh em. Kèm LS là cái kèm 8 inch, nó dài 20 cm, nhưng mà độ dài thực tế của nó hơn 20 nha anh em. Đây, thực tế của nó dài hơn 20 cm á anh em, 8 inch. Đó, cái loại LS này em thấy là nhiều anh ưng dùng, bởi vì sao, nó đa năng. Với lại tính năng tương tự là nó có cái lò xo chỗ này. Cái lò xo để làm gì? Để cho anh em mình nó là nó tự bung, mình không cần bung bằng tay. Những cái loại kia là nó không có lò xo đâu. Em thấy có lẽ nó có cái lò xo chỗ này. Thường mấy cái nhỏ xíu xíu á, mấy cái kìm nhỏ đó thì nó hay có lò xo bung đúng không? Còn cái này là không có nha anh em nha. À, cái này là loại lớn là không có đâu, có lẽ nó có nè. Đó, tự bung, anh em mình cắt xong cái nó tự bung ra, mình khỏi cần phải ấn tay là gỡ ra vậy, đỡ mỏi tay. Và cái bộ phận này của nó, các chuyên cắt của nó là sẽ làm bằng chất thép CRV. Nó sẽ giúp cho mình thứ nhất là cắt được dây điện nè. Cắt được dây, cắt kẽm, rồi mình sẽ tuốt dây được và mình sẽ bấm cốt được nha. Đây nó có một cái phần bấm cốt chỗ này. Anh em thấy rõ không ta? Nó có chá không ạ? Đấy, mình bấm cốt nè. Bấm cốt rồi mình tuốt dây. Mình tuốt dây thì mình sẽ tuốt được tuốt được, em đọc coi cái cỡ là từ 18 ly, 12 ly, 14 ly, 16 ly và 18 ly anh em. Đấy, thì kìm của LS nó có 3 loại là kìm chuyên cắt, kìm nhọn và kìm điện anh em nha, kìm răng đó. Thì cái nào nó cũng đồng giá với nhau là 120 ngàn một cái hết nha anh em. Tay cầm của nó thì được bọc một lớp cao su êm nha anh em, chứ không phải là nhựa cứng nha, cao su êm đó. Thì anh em nào mà thích làm hay làm những cái dây lớn á, dây 6 chấm độ lên á, thì anh em sẽ thích dùng những cái kìm lớn như thế này cho nó tiện, nó nhanh và nó trợ lực cho mình làm tốt hơn nha. Chứ còn kìm nhỏ thì nói gì nữa. Ở kìm nhỏ thì thông dụng anh em mình hay dùng rồi, nhưng mà mình làm dây lớn á, là mình phải xài kìm lớn, nó mới đỡ mỏi tay, nó tiết kiệm sức cho mình. Đấy, kìm nhọn, kìm răng, kìm bàn, cái nào cũng đồng giá 120, anh nào mua nhắn em nha. Rồi còn cái này là mũi taro nè anh em, mũi taro ren trong và ren ngoài của LS dành cho anh em mình. Đây, bạn này sẽ là nó có cho mình là từ M3, M4, M5, M6, M8, M10 và M12. Thì 130 ngàn một bộ như thế này anh em nha. Còn cái bộ rồi bộ này nữa anh em, bộ này thì kích thước cũng như vậy luôn, cũng là 8 chi tiết ha. Đấy, 8 chi tiết, nó làm bằng thép gió M2 anh em. Đó, 2 speed. Cái này là nó, cái thép này M2 là cái thép khá là cứng nha anh em, khá là bền đó. Đó, bạn này thì 140. Hai loại nha anh em, một loại là 130 và một loại là 140. Rồi, tiếp theo là em sẽ tới cái mũi nhặt nha anh em. Mũi nhặt bãi nhà em đây. Nói nhặt bãi chứ thực chất là cũng chưa có sử dụng đâu anh em. Đây, mũi nè. Đây, cái này là em lấy mỗi thứ một vỉ ra làm mẫu thôi đó. Mũi đầu tiên là mũi lục, là hôm nay anh em biết rồi đúng không? Từ 2, 2 rưỡi, 3, 4, 5, 6, 8 với lại một cái mũi PH2, 2 đầu. Nè anh em. Đó, cái kiểu như là người ta chưa có sử dụng, kiểu như hàng thanh lý bên đó gì nó bỏ bãi bên mình nên nó hơi bị trầy, bị dơ một tí thôi, chứ thực sự là nó cũng chưa có xài. Đó, cái mũi này là của hãng SK11 á anh em. Đây, này là tôi nói xài chỉ có sợ mắt thôi, chứ còn nó hư rồi chắc không có thể rồi anh em. Nó làm bằng thép S2 siêu cứng nha. Đó, đây, cái này là em đã bôi một cái lớp chống rỉ anh em, tại vì nhà em nó sát biển quá, quá sát biển đi, thành ra là đè đồ mà để là nó dễ bị rỉ lắm, cho nên là cái gì ấy là em phải bôi chống rỉ vô hết trơn à. Đấy, bạn này em bán 160 nha, 160 ngàn một bộ như thế này. Nó xài chui lục giác nha anh em, anh em gắn vô máy bán viết mình xài.
nhưng mà bán viết là phải bán viết châu Á thôi nha, cái chui ngắn á anh em, chứ ba cái bán viết mà hàng sách tay á là hệ Mỹ rồi đó là nó không có gắn vô được đâu, bởi vì là mấy cái đó nó xài chui ngắn nha. Cái này 160 này, còn cái này là mũi Anex nè, mũi Anex nó sẽ có 3 cỡ 4 cỡ cho mình luôn. Anex Versail đây là cỡ ngắn nhất em đang có là 6 phân rưỡi nha. Mấy cái mũi này là siêu cứng, siêu bền, chịu lực rất là tốt, chống cong mũi gãy mũi, hấp thụ lực. Bạn này em đang bán giá là 40.000 đồng một mũi dài 6 phân rưỡi. Anh em muốn mua mấy mũi đó thì mình cứ nhân lên cho em. Một vỉ này là 5 mũi, 40.000 một mũi nhân lên nha. Rồi dài hơn chút xíu thì mình có là 6 gì đây. À cái này là 6 phân rưỡi của hàng Versail. 6 phân rưỡi của Versail thì là 30.000 một mũi nha anh em. Đây, 30.000 một mũi. Đó, 6 phân rưỡi của Versail. Rồi 8 phân đây, tới ta 8 phân đây. Đây 8 phân rưỡi của thằng Anex nè anh em. Đây. Đây là 6 phân rưỡi của nó nè, còn cái này là 8 phân rưỡi của nó nè. Ha, 8 phân rưỡi của nó thì đang bán giá là 47.000 một mũi. Rồi đó, 8 phân rưỡi là 47.000 một mũi. Rồi bây giờ tới 11 phân, tới 11 phân nè. Rồi tới 15 phân sau ha. 11 phân nè anh em ha. 11 phân thì em đang bán cái này giá là 50.000 đồng một mũi nha. 11 pha 11 cm đấy. Đó, rồi còn cái này là 15 phân nè. 15 phân của Versail hai đầu nha. Hai đầu của nó là VH2 hết. Thì bạn này em đang bán giá là 55.000 một mũi, hai đầu cộng hết nha anh em. Đó. Anh em nào mua thì tham khảo giùm em những cái giá em đã báo nha. Mua được cái nào những cái đó. Nhận hàng kiểm hàng thanh toán lưu ý giùm em, hàng kim khí là em không có bao cước. Cước anh em cứ tính cho em một đơn hàng 1 kg thấp nhất là từ 100 g đến 1 kg là 22.000 đồng. Tùy vào anh em mình mua nhiều hay ít mà em sẽ có hỗ trợ tiền cước hoặc là bao cước sau nha anh em nha. Chứ còn mình mua một mũi hai mũi như thế này thì em sẽ không bao cước được. Cái này là do anh em mình thích thì mình mua thôi, và mình phải chấp nhận mình trả tiền ship nha anh em ha. Mình ngồi nhà mình mua thì mình phải chấp nhận nha. Chứ còn nếu như mà anh mua chỉ có 3 cái mũi inox hoặc là 2 cái mũi bán viết này mà anh nói em là có tiền ship cho em là thật sự. Bởi vì lãi ở đâu ra mà 22.000 một đơn em bao cho mấy anh được, đúng không ạ? Rồi còn tiếp theo là em có mấy cái chập tôn này được. À, mấy cái chập tôn hồi bữa em lên cho mấy anh đây. À, anh em mua lúc này em cũng có hàng nha. Chập tôn của King Blue. Đó, em sẽ có là từ 8 ly cho tới 17 ly. 8, 10, 12, 13, 14, 17. Đấy, combo 6 cái chập tôn như thế này. Đây em đang cầm mẫu cho mấy anh coi là cái chập 17 ly nè. Đó, King Blue thì nó nói là nó sản xuất cái chập tôn này bằng thép công nghiệp S2. Đó, cái này S2 là nó sẽ chống chọi với va đập và chịu lực tốt hơn những cái loại thép thường mà anh em đang mua thị trường đó. Mình biết được cái cấu tạo của cái vật mình đang cầm là chất liệu gì nha anh em ha. S2 nha, tức là em không dám nói là nó sẽ không hư, nhưng mà nó sẽ bền hơn những cái loại mà hàng trôi nổi hoặc là hàng nhái mà anh em đang mua. Và người ta có làm cái công nghệ là chấm rớt lõi từ đó, nhưng mà giá rất bình dân. Thì cái này em bán để cho anh em mình trải nghiệm thôi nha. Tại vì giá 6 tiếp như thế này em chỉ bán có 100.000 đồng thôi, em bao cước tận nhà luôn nha anh em. Cái này là giá để anh em mình mua và trải nghiệm. Bởi vì nếu anh em có mua một món hàng nào mà có bao ship thì tất cả đơn hàng của mình sẽ được bao ship luôn, được chưa? Thành ra nhiều anh nói là 120.000 hay là 300.000 em không bao cước, mà sao cái bộ này 100.000 em lại bao cước, là nó có lý do hết nha anh em. Không, cái này là em trích tiền lãi của em ra để bán cho anh em mình trải nghiệm và sử dụng cái dòng của King Blue. Đó, cho nếu anh em mua lẻ thì giá nó cao hơn. Anh em cứ mua lẻ từng mũi, hoặc là mình không có nhu cầu những cái tiếp lớn á, thì mình mua tiếp nhỏ, hoặc là mình chỉ có nhu cầu tiếp 17 thôi thì mình mua tiếp 17 thôi. Tiếp 17 không là 25.000 á anh em. Đấy, còn cái này là tiếp Nhật nè. Tiếp hàng top Nhật nha. Đấy, mới chưa xài luôn anh em. Anh em nhìn nè. Đó, mới chưa có dùng luôn á. Đây, cái chui lục giác nè. Đấy, còn rất là cứng, cốt cứng lắm nha. Mới như chưa xài luôn. Tiếp 21 của top này là em bán 200.000 đồng nha anh em. 200.000 đồng. Chứ nếu như mà anh em mua cái tiếp 21 này mà hàng Versail của Việt Nam mình, người ta có nhập khẩu chính ngạch về phân phối á, tiếp 21 này có giá phải tầm 300.000 một tiếp. Đấy, nhưng mà cái này em bán chỉ có 200.000 một tiếp thôi. Đấy, mới chưa xài luôn mà em chỉ còn một tiếp thôi anh em.
mấy bữa em có combo nhiều nhưng mà anh em mua hết rồi, bây giờ em chỉ còn một tiếp này thôi, tiếp 21 đó, anh em mình tham khảo nha. Đồ Việt Nam đây, cái đồ này là hàng King Blue. Thì giá nó có 100.000 nguyên combo thôi, quá rẻ đúng không? Còn mình đụng tới hàng Nhật thì giá nó sẽ cao hơn nữa, là đúng rồi, bình thường thôi nha anh em. Đó. Rồi cái này là đầu chuyển, đầu chuyển từ Bu Lâm sang Vic, em sẽ có cho mình hai loại. Một loại của Quốc Phao và một loại của King Tony. Thì một loại 40 và King Tony thì nó là 150 anh em nha. Quốc Phao thì nó là 40.000 một đầu. Còn King Tony thì nó là 150.000 một đầu anh em nha. King Tony nó làm bằng thép CRM, cầm nó nặng tay hơn. Còn Quốc Phao thì nó làm bằng thép thường thôi. Anh em thấy một số anh nói là cái đầu này á, nếu như mà cái độ gầy vít thì như nhau thôi, mà nó hư hay không ở cái chỗ là khi mình bắn vít lực nặng á thì nó sẽ bị kẹt cái đầu vít ở trong cái đầu này, không lấy ra được. Bạn King Tony thì bạn đắt tiền hơn, và hình như là những cái bạn xịn á thì bạn sẽ hạn chế tối đa được cái vấn đề kẹt mũi nha anh em. Tiền nào của đó, anh em mình xài ít thì xài Quốc Phao, mà xài chuyên dụng thì xài cho em King Tony nha. Loại 40, loại 150, cách biệt nhau quá anh em ha. Còn cái đầu này là mình sẽ chuyển từ Bu Lâm 1/2 qua Bu Lâm 3/4. Cái này là của King Tony luôn. Đó, thép là thép CRM cực kỳ tốt luôn anh em. Giá em bán là 135.000 một đầu ha. 135.000 một đầu. Còn cái này là mũi hoa thị lỗ của King Blue nha. Mũi hoa thị có lỗ của King Blue. Cái này làm bằng thép S2 nè, cho anh em mở ốc vít trời linh tinh ha. Nhưng mà những con ốc của mình là sử dụng những cái mũi bình thường mình mua nó hay bị tè đầu, nó dởm quá. Thì mình có thể thử tham khảo cái dòng này bởi vì nó làm bằng thép S2. Đấy, tất cả những cái mũi vít của King Blue nó đều làm bằng thép S2 hết anh em. Thép S2 nó sẽ bền lắm nha. Đây, mình sẽ có kích thước nè. T6, T8, T10, 15, 20, 25, 27, 30 và 40. Tức là một hộp này nó có 9 cây. Mà giá em bán nó là 105.000 thôi. 9 cây ha. Đó, 9 cái tiếp cái mũi là xa hoa thị có lỗ, và mỗi mũi nó sẽ dài cho mình là 10 cm, 10 cm anh em ha. Còn em có một bộ như thế này mà lục giác nữa thì cũng 105.000 luôn đó. Anh em nào cần hoa thị hay lục giác vô gắn vô bánh vít thì cứ liên hệ em nha. Rồi đây anh em, đây là hai cái mũi vít gọi là mũi VH2 và một mũi đầu trừ, kiểu như là lùng á, em người ta gọi là tu vít lùng của Quốc Phao này. Đây, cái này nó bọc cao su êm nha. Đấy, nhiều khi có những con ốc hoặc là những cái thế mà mình phải xài hai cái loại này anh em nha. Đó, thì bạn này một cặp nha, bán nguyên cặp luôn, không bán lẻ, có 25.000 hai cái thôi anh em. Thường anh em mua loại thường thì nó sẽ là bọc cái nhựa cứng nhựa trong á, bóng bóng á anh em. Còn cái này thế là cao su mềm, độ bám dính của nó tốt hơn nha. Đó, hai cái này, cái mũi nào của nó thì là gọi là cái thân của nó là 6 ly á anh em. 6 ly dài 38 á, dài 38 ml. Đó, giá là 25.000 hai cây, được chưa? Anh em nào mua mà mũi vít này về xài nè. Đó, nhiều khi có những cái thế mà còn phải cần tới nó anh em ha. Rồi, em có mũi đục nè, mũi đục 17 ly và mũi đục 14 ly của King Blue, đục nhọn và đục dẹp đều đồng giá như nhau hết nha, cho nên em báo giá một loại thôi. Đây, em đang cầm trên tay là cái mũi đục nhọn 17 ly của King Blue. Anh em mua loại thường á là mình xài nó hay bị tè cái đầu lắm, bởi vì cái thép nó chui không có kỹ á. Mình về mình xài cái đầu này nó hay bị tè và nó bị gãy mũi ha. Còn các bạn này của King Blue xài rất là bền anh em nha. Cái này em là có sử dụng và có trải nghiệm qua rồi nè, khá là bền trong tầm giá nha. Đây, chui 17 ly, nhọn và dẹp đều đồng giá 65.000 một cây. Nếu như anh em mua 14 ly thì cái chui của nó là chui SDS á anh em, thì 14 ly em bán là 50.000 một cây. Đó, anh em mua mũi độc thì nhắn em. Còn 30 ly thì nó là 240.000 một cây. Đó, nhọn dẹp đồng giá cũng có 17, 14 và 30 ly anh em nha. Rồi, cái anh em nào làm thợ mộc đâu cần bộ mũi phay thì liên hệ em Toto đây ha. Bộ mũi phay Toto gồm 6 ly 35 nha anh em. Đấy, nguyên một bộ, một set luôn, đủ thứ, đủ kiểu, đủ cỡ cho anh em mình cần luôn nè.
giá là 380.000 một bộ anh em nha. Đây, 380.000 một bộ, hàng của Toto chính hãng nha. Em thấy người ta bán mấy này trôi nổi không có thương hiệu gì hết trơn mà đã 400 rồi. Đấy, còn cái này là hàng chính hãng Toto nha. Đấy, 380.000. Đó, anh em mua liên hệ em ha. Anh em nào mà cần cái kéo cắt ống nước loại nhỏ thì mình liên hệ em cái này. Của King Blue thì nó tới 101. Hơi cao so với ngoài tầm giá của mình ha. Thì em có quốc phao cho anh em mình đây. Cái thân của nó là bằng nhôm nha. Của King Blue nó sẽ là hợp kim nhôm, còn bạn này nó sẽ là bằng nhôm. Đấy, thì nó cho mình cắt được từ 3 tới 35mm anh em nha. Ống từ 3 đến 35mm thì cái này có giá có 70 ngàn thôi. Rất hợp lý nha. Anh em mua rẻ hơn nữa thì chỉ có người ta làm bằng cái thân nhựa thôi. Cái thân nó bằng nhựa. Thân nó bằng nhựa thì anh em xài nó sẽ dễ bị gãy. Còn cái này thì anh em xài nó bền hơn. Bền hơn ha. Thân nó bằng nhôm. Đấy, mình cắt ống từ 3 đến 35 tiện ha. Có 70 ngàn thôi. Đấy, hàng chính hãng. Rồi cái này là cái cần 1/2 lét léo của một phao nè anh em. À không, lét léo nha, có cái loại lét léo nữa. Cái này là cần 1/2 tự động ha. Đây, cần lét tự động của Hàn Quốc phao nè. Giá em đang bán là 165.000 á anh em. 165.000 cây. 45 rang ha. Hình như là 165 45 rang. Đấy, nó có đảo chiều cho mình luôn nè, đảo chiều anh em ha. Đấy, đầu 1/2 nha, lát tự động, rất chỉnh chu, rất đẹp nha. Đấy, bọc này là cao su êm, cầm rất là bám dính nha anh em, không sợ tuột ha. Đấy, giá có 165 thôi, anh em mình tham khảo. Nếu như mà mình mua cái đầu gật gù á, giống như thế này, nhưng mà cái đầu này nó gật gù được nè, nó lát 360 độ được á, thì giá nó là 270 ha. Rồi cái bộ này là cái bộ vòng miệng lát léo của một phao anh em ơi. Bộ này em bán thấy cũng được lắm nha, nhiều anh là sưu tầm lắm. Size từ 8 cho tới 19 nha anh em, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 toàn là những cái size thông dụng anh em hay dùng không à. Đây, lát tự động xoay 180 độ luôn. Đó, một đầu là miệng ha, và một đầu là vòng xoay. Đó, thì giá em đang bán bộ này là 486.000 nha anh em. Đây, hàng World Fao. Cái này rất là đẹp nha. Rất là đẹp, rất là tinh chi tiết luôn. Chứ nếu như mà cái bộ này anh em mua mấy cái hàng hãng King Tony hoặc là những cái hãng lớn, hàng nhập khẩu rồi đó, thì tiền triệu đổ lên, không có giá này đâu anh em. Đấy, nếu mà mình có đủ nhu cầu vừa dùng thôi thì mình xài bản này em thấy rất hợp lý. 486.000 bộ. Chất thép CRV. Đấy, làm rất là chỉnh chu. Kiểu nó làm mờ anh em. Cái thân của nó là nó mạm bờ lên chứ nó không có làm bóng nha. Bóng thì nó dễ bị tuột đúng không? Này làm mờ. Đây là bộ ba thanh nối anh em nha, nối dài ra nè, ra 1/2 ha. Thép CRV, nó sẽ có ba cỡ thông dụng cho anh em mình hay xài luôn á, là cỡ 20, 15 và 7.5 nè. Đấy, 75, 15 và 20. Đó, 130.000 một bộ như thế này anh em. Anh nào mà đang thiếu mấy cái đầu nối dài này là phải chơi cái này nha. Đó, bạn này là làm thép CRV sẽ khá là ok luôn. 130.000 quá là vừa giá tiền luôn anh em. Không quá cao nha. Có những loại rẻ hơn nữa cơ. Nhưng mà rẻ quá anh em. Rẻ quá mình hơi nghi ngờ nhân sinh. Còn hàng buộc phao theo như là khách ở gần nhà em á, họ lại họ xem và họ thấy cái giá và họ đánh giá là cái hàng buộc phao là giá nó không quá cao, nó rẻ. Nhưng mà cái độ hoàn thiện của vật những cái linh kiện của nó thì rất là chỉnh chu, rất là đẹp, từng không có bờ vớ nha, không làm rất là chỉnh chu luôn. So với những cái hàng trôi nổi hoặc là những cái hàng không thương hiệu mình mua cùng tầm giá luôn thì cái nông hàng quật phao nó ăn đứt rất là nhiều. Mặc dù ở nhà em thì có quật phao King Tony thì quật phao nó không thể nào bằng King Tony được anh em, về chất lượng nha. Còn hàng nhưng mà xét về những cái hàng mà anh em đang mua ở tại nơi mình ở đi, hoặc là ở tại như gần nhà em cũng vậy. Tại gần nhà em thì có những cái hàng nó cũng ngang giá như thế này, nhưng mà thực sự nó không bằng quật phao được. Đó, cho nên là em bán hàng quật phao thay vì bán những cái hàng trôi nổi không có thương hiệu, không tên tuổi, không thuế má thì mình chơi quật phao là ổn nhất anh em nha, ổn và hợp lý luôn. Đây, bình nhớ của quật phao em có 3 loại nè anh em. À, của LS ha. LS là một cỡ, GS là 3, cái này là 350 gram bằng nhựa ha.
còn cái này là bằng kim loại nha, 250ml. Còn cái này là bằng bằng kim loại luôn, cũng là nhưng mà 500ml. Thì ba loại này, hai cái loại nhỏ này thì đồng giá là 35.000 một cái anh em ha, 35.000 cái đồng giá. Còn cái loại lớn này nè, loại lớn 65.000 nha. À, anh em nhìn coi nè, của nó là trong là bằng kim loại luôn nha. Đó, như thế này nó mới bền nha anh em chứ được. Chứ nhiều anh thấy là phải mở bên trong coi đúng kim loại mới lấy đó nha. Đấy, 65.000 cái thôi, quá bình dân luôn anh em. Hàng bằng kim loại nha. Còn cái này trong nè, anh em muốn theo dõi nhớt thì chơi cái này. Đó, 350ml ha, 350ml, giá là 35.000 cái. Rồi, combo mũi siêu hot bên em anh em, 5 mũi 5 cỡ bao ship có 120.000 thôi. Đấy, 6 phân rưỡi, 10 phân, 15 phân, 20 phân và 25 phân anh em ha. Đấy, 5 mũi tất cả là mũi khoe H2, từ tính rất là tốt và làm bằng chất liệu là thép công nghiệp S2, siêu bền, siêu chịu lực anh em nha. Hàng của King Blue và hàng của Quật Phao. Đây, cái này là của Quật Phao nè anh em. Đây, để lấy nét. Đó, hàng của Quật Phao nè. Đó, thì năm cỡ anh em nào mà đang dùng những cái mũi vít, thường tìm mấy cái mũi mà 20, 25 này khó lắm, đúng không? Nhiều khi con cái chi tiết của mình ở quá sâu mà không được đó, phải chơi tới cái này. Đó, một bộ này em bán có 120 thôi, 120 mà còn bao cước nữa nha anh em. Đó, anh em nên lưu ý những cái món mà em nói có bao cước, lỡ mà mình mua trong đơn hàng mình có nó vô là cả đơn mình được bao cước luôn nha. Rồi có một cái combo mũi bao cước nữa nè anh em, siêu hot luôn. Đấy, chính là cái combo mũi hai cạnh của King Blue anh em. Đây, hai cạnh này nè, hai cạnh dài 9,5 phân thôi. Em lấy cái mẫu này để ở nhà em nè. Đấy, 9,5 phân thôi anh em, mình khoan bê tông, khoan gỗ, khoan sắt mỏng là ok lắm nha, rất là ok luôn. Nó dài 9,5 phân gắn vô bánh vít hay là đầu kẹp mình xài nè. Đó, mũi 10 ly nè anh em. Đó, nó thiết kế theo cái kiểu mũi hét của Boss đó, nhưng mà nó rẻ lắm. Một bộ em bán combo 6, 8, 10, 12 chỉ có 140.000 thôi mà em bao ship tận nhà cho mình luôn. Anh em ha, cho anh em mình trải nghiệm. Đặc biệt nó có cái mũi nhỏ nè, mũi 3, mũi 4, mũi 5 để khoan tường nè anh em. 3 ly, 4 ly, 5 ly để mình khoan tường đây, khoan bê tông đây. Lưu ý giùm em, mình khoan bê tông mà gặp sắt là rồi nha. Bạn này không có chịu sắt, tức là trong quá trình mình đang khoan bê tông, lỡ mà đụng sắt là nó cháy mũi liền à nha. Đấy, cho nên là nếu mà anh em mình dùng thì lưu ý dùm em, khoan tường rất là ngọt, nhưng mà lỡ đụng sắt là hư mũi liền. Thì 3, 4, 5 là đồng giá 25.000 một mũi anh em nha. Cứ 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly cũng 25.000 luôn. Còn anh em mua combo 6, 8, 10, 12 là 140 bao cước nha. Phải đúng combo đó mới được bao cước, chứ sai combo đó là không bao cước nha anh em ha. Đấy, rồi còn anh em nào mà xài tu vít cách điện cao tầng á, là mình xài cái này cho em nha. Đây, bữa trước nhiều anh em hỏi quá mà em chưa có nè. Đây, cách điện cao tầng nha, cách điện 1000V đó anh em. Em đang cầm cho mình là cái mũi PH2, dài cho mình là 10cm. 10cm tức là cái phần cán này nè anh em, cái phần mũi của nó nè, phần này nè, là dài 10cm nha. Đó, thì giá em đang bán có 30.000 cái thôi. Đó, 30.000 cái bao cho anh em là làm điện cao tầng nè. Rồi cái mũi này hồi nãy là như ta PH2 đúng không? Còn cái mũi này là PH3 nè. Đấy, PH3 nha, PH3. Đấy, cách điện cao tầng ở đây màu đỏ hết trơn nè anh em. Đó, PH3 thì em đang bán là 45.000 nha, 45.000. Còn cái này là đầu trừ nè, đấy đầu dẹp nè anh em. Đấy, dẹp ha. Dẹp thì bạn này em đang bán là 29.000 thôi. Đó, 29.000, dài 10 sang. Đây là những cái cỡ thông dụng mà anh em hay mua. Chứ thực sự ra nói vít điện cao tầng nó cũng nhiều kiểu lắm, nhiều kiểu và nhiều cỡ kinh khủng luôn. Em thì em chỉ lựa ra những cái mẫu thông dụng mà em bán cho mình thôi. Đó, anh em nào mà mua gì xài gia đình cũng ok đúng không? Tại vì là điện cao tầng nó cách được thì điện nhà mình là vô tư rồi đúng không ạ? À, anh em nào mà xài gia đình thì chơi cái này. Rẻ mà giá đâu có quá cao đâu mà có cách điện tới 1000V lận ha. Nhưng mà mình nghĩ nó cách điện như vậy, nhưng mà mình nên cẩn thận là mình xài điện khi mà mình làm gì đó thì mình nên ngắt nguồn điện trước khi làm anh em nha, chứ mình đừng để ha, nó cũng sẽ rất là nguy hiểm, nó có độ rủi ro á. Đấy, rồi bây giờ em có cái bộ mũi này, bộ mũi này là của Boss này, nó đa năng nha, em còn vài hộp thôi. Đó, mũi đa năng của Boss xịn nha, em không bán Boss nhái đâu anh em đừng lo. Đây, Boss xịn nha.
thì cái chui của nó là chui tròn, anh em mình gắn vô mấy đầu kẹp mình xài, và đặc biệt là không có dùng chế độ búa nha anh em. Đây, người ta có ghi rõ ràng là không có dùng chế độ búa. Anh em sẽ khoan được nhựa, khoan được gỗ, khoan được sắt mỏng, khoan được tường gạch. Đấy, nhưng không dùng chế độ búa. Và mình sẽ có là 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly và 10 ly. Bộ này giá em đang bán là 190.000 nha anh em. Ha, hàng của Boss giá nó hơi cao một tí nha, nhưng mà rất là chất lượng nha anh em. Cầm cái mũi khoan vô trong tay là mình thấy nó rất là nặng nè, chứ không phải nhẹ như mấy kia đâu. Cầm mũi rất là nặng luôn. Đó. Bạn này thì giá là 190 nha anh em ha. Lưu ý, hàng của Boss thì không thể nào rẻ được. Đó. Còn hàng của King Blue đây, giá vừa tầm cho anh em mình xài. Mũi đa năng cũng không dùng chế độ búa nha. Hạn chế dùng chế độ búa cho em. Là chui của nó lọc giác nha, mình gắn vô đầu kẹp hoặc là bánh vít là mình xài được hết. Mình sẽ có là hai cái mũi 6, một mũi 10, mũi 8, mũi 10 và mũi 12. Thì cái này em bán 145.000 một hộp như thế này. 145 thôi. Anh em mình tham khảo nha. Quá rẻ nha. Vì mình xài gia đình hay cùng đi làm công trình là mình xài cái này nè. Mình khoan được sắt mỏng nha. Khoan sắt mỏng nhưng mà đa năng cho nên là nó không có chuyên đâu anh em. Lỡ như mà gặp trường hợp chống cháy thôi, mình lấy nó mình khoan vẫn được. Khoan sắt mỏng, khoan gỗ, khoan tường, đặc biệt là khoan gạch men rất là ok luôn. Miễn không có dùng chế độ búa là được. Chứ cái gắn cái này mà cứ xài chế độ búa hoài là nó, nếu mà anh em dùng chế độ búa biết là hồi là cái mũi này nè, cái đầu bốn cạnh này nè, nó sẽ bị tè, hoặc là kiểu như là bị sao ta, nó bị bay hết ra luôn á anh em. Đã có khách phản ánh như vậy đó. Nếu mà anh em muốn xài bê tông á, gắn vô tường cứng rồi, anh em phải xài cái mũi hai cạnh kia nè, nó sẽ ok hơn. Còn cái mũi này thì nó thích hợp với khoan gạch men, khoan tường, nhưng mà không dùng chế độ búa ha. Đó. Rồi, cảm ơn anh em mình quan tâm và theo dõi video của em. Nhớ bấm like và đăng ký nha. Hẹn anh em video hôm sau ạ. Nhớ ủng hộ em nha.